chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất trật tự vừa mất cái giao thông, và chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Hình ảnh về người đàn ông này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta. Từ một vị sư phát hạnh nguyện, bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của Đức Phật, ông Thích Minh Tuệ giờ đây đã trở thành một hiện tượng, thậm chí một xu hướng, là nhân vật được nhiều người Việt chia phe, bàn tán sôi nổi. Đầu đầu cũng thấy xuất hiện hình ảnh của ông, từ báo chí, các trang mạng xã hội, hay đơn giản nhất, dù bạn đang ở nơi nào trên đất nước Việt Nam xinh đẹp này, thì cũng không khó để cập nhật tình hình của ông Thích Minh Tuệ từ những TikToker hay YouTuber livestream 24/24 với những tiêu đề giật tít không thể nào hot hơn. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn. Và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nói một chút về ông Thích Minh Tuệ, người đàn ông xem mọi thứ như con số 0 thông qua lời cụ thân sinh ra ông Lê Xuân. Ông nói, Lê Anh Tú, người trên mạng thường được gọi là Sư Thích Minh Tuệ, là người con trai thứ hai của ông, hiện đã 43 tuổi. Ngay từ nhỏ, Tú là người con trai hiền lành, hiếu thảo, học lực khá, nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, theo nghiệp bố, Tú đi bộ đội chừng 3 năm, sau đó theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên Gia Lai. Ra trường, anh Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk. Thời điểm này, anh Tú đọc những sách về Phật nên đã ăn chay, tu tại gia. Gia đình hồi ấy cũng khá lo lắng vì không thấy anh có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Gần 10 năm về trước, Tú có đọc sách về Phật Pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy tôi nói, đi tu rất khó khăn, nhưng đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham lam sân si. Lúc đi, Tú để lại cho tôi một cái đồng hồ, điện thoại, tủ lạnh, 8 mét vải màu vàng. Vợ tôi đẻ rơi Tú ngoài đường, do lúc ấy đi làm ruộng nên về nhà không kịp. Từ nhỏ, Tú đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai em nó cũng xem là cha mẹ, phải học hỏi. Tú đi cả chục năm nay chưa về, nhưng thời gian này mọi người mới để ý nhiều. Thông qua những chia sẻ này, rõ ràng việc nhà sư này bộ hành, phát nguyện đi tu đều xuất phát từ chính thâm tâm một lòng hướng Phật, có một hướng đi rõ ràng cho hành trình tu tập của mình, bình yên, được sự đồng ý của gia đình và không hề vi phạm bất kỳ điều gì. Trước hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ có người khen kẻ chê, nhưng vấn đề nhất định không phải nằm ở ông mà chính là đám đông hiếu kỳ, vụ lợi xung quanh ông. Không riêng gì người theo đạo Phật mà trong thời mặt Pháp, rất nhiều tín đồ theo các tôn giáo khác nhau đều mắc lỗi này. Đó chính là thiếu kiến thức về niềm tin của chính mình. Nếu một vị Bồ Tát có thể giống như vị sư nào đó, chỉ vì tín đồ thắp hương loạn đắt tiền, cật lực mang hết tiền tài đi cúng dường mà đáp ứng nguyện vọng, cho tín đồ ấy lợi ích, thì chúng ta liệu còn có niềm tin vào tôn giáo nữa hay không? Cũng giống như đám đông đang vây quanh nhà sư, căn bản việc đi theo Sư Thích Minh Tuệ không hề giúp ông thuận lợi hơn trong quá trình tu khổ hạnh mà ông đã lựa chọn. Tại sao nhiều người chưa từng thắc mắc tận cùng để tìm ra chân lý, tìm ra lý do thật sự về con đường đạo mình đi, thay vì nghe người ta nói thiêng lắm, huyền bí lắm, thì cứ lăm lăm làm theo. Một quyển sách để vào căn phòng trống thì để góc nào cũng như nhau, nhưng nếu là 1.000 quyển sách thì người ta cần phải sắp xếp. Các xã hội đông đúc cần công cụ để liên kết và quản lý dân chúng, và tôn giáo chính là lựa chọn tối ưu. Ở đây không phải là mị dân theo ý mình, mà là nhờ tôn giáo để hướng xã hội đi theo con đường đúng đắn hơn. Có một điều mà chắc hẳn chúng ta sẽ rất ít nghe khi các nhà sư hay bất kỳ tôn giáo nào nhắc tới, đó chính là tôn giáo và nông nghiệp có một mối liên hệ vô cùng mật thiết. Tôn giáo bắt đầu từ thiên văn, và chỉ ở một vài vùng trên thế giới có thể quan sát thiên văn một cách tối ưu. Kỳ diệu thay, những nơi đó chắc chắn đều là những quốc gia nông nghiệp, vì khi hiểu thiên văn, con người sẽ biết cách gieo trồng bội thu. Nếu đánh dấu quê hương của tất cả các tôn giáo lớn trên bản đồ, chúng ta sẽ tìm thấy một điểm chung. Chúng đều nằm trên cùng vĩ độ. Khi có nhiều lương thực, con người ta sẽ làm thơ và ngắm trăng. Khoa học thiên văn ra đời,
kéo theo sản phẩm phụ là tôn giáo. Con người tạo ra tôn giáo chứ không có chuyện ngược lại. Nói để thấy, việc sư Thích Minh Tuệ phát nguyện đi bộ và tu theo hạnh Đồ Đà có ý nghĩa về mặt tôn giáo. Nhưng riêng hiện tượng hàng nghìn người vây quanh theo từng bước chân của ông ấy chắc chắn chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế đối với chính họ. Đức Phật vẫn ở trên cao, sừng sững muôn đời cho chúng sanh bái lạy. Đức Phật của chúng ta sẽ không vì những nhà sư thích cúng dường mà thấp đi, cũng không vì chúng ta tạo điều kiện cho những nhà sư tu khổ hạnh như ông Thích Minh Tuệ bớt sự khổ hạnh trong quá trình tu tập mà cao lên. Bởi vì Phật là trạng thái tỉnh thức của mỗi người. Ngài Tất Đạt Đa dò đường đi trước, tìm chân lý cho chúng sanh u mê cất bước theo sau. Ngài là một giảng sư, chứ không phải một pháp sư. Phật không có gì để cho chúng ta ngoài trí tuệ của người. Việc đám đông tràn ra đường, cản trở giao thông, chạy vào cả kho xăng dầu để quay phim kia, thật ra chỉ là sản phẩm nỗi nguy hiểm của mạng xã hội. Khi mà người nào cũng muốn phải có một tấm hình xì sụp quỳ lạy bên cạnh người nổi tiếng để bắt chen. Thử cấm livestream, quay phim, chụp ảnh thì liệu đám đông đó còn có được mấy người hay không? Thật ra, sư Thích Minh Tuệ đã rời khỏi gia đình trong nỗi nhớ mong của đấng sinh thành trong gần 10 năm nay. Gần nhất là 3 lần đi bộ phát nguyện như hiện tại nhưng không ai quan tâm, cho đến thời điểm ông được một YouTuber chia sẻ thông tin. Và rồi, hành trình tu tập của ông bắt đầu sang trang, trở thành hành trình kiếm tiền của hàng trăm, hàng nghìn người khác. Nhưng nói thế nào cũng không thể phủ nhận sức mạnh tinh thần mà nhà sư này truyền cho những người thực sự hiểu về đạo Phật. Hình ảnh của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khi thực hành tâm nhẫn trong công việc. Một người tâm học theo Đức Phật, chưa làm gì lỗi đạo thì rất đáng được tán thán. Nhờ đoàn Phật tử đi theo ông Minh Tuệ suốt ngày đêm mà người ta biết được ông tu tinh tấn đến mức nào. Trước đây, có rất nhiều người không tin có người thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt nhiều ngày liền và cho rằng đó chỉ là chuyện bịa ở trong kinh. Giờ đây, điều đó đã có người làm được một cách nhẹ nhàng. Trong chuyến hành trình của ông Minh Tuệ, có một số vị sư đã tháp tùng cùng ông, nhưng họ không theo được tới cùng. Trong một clip trên mạng, có một vị sư trẻ đi chân đất cùng ông được một ngày thì chân đã phồng rộp, không theo được nữa. Riêng ông Minh Tuệ thì chân vẫn bước thoăn thoắt, miệng vẫn mỉm cười. Phật Pháp bị mạt, phải chăng là do người ta mải rao giảng Phật Pháp mà không chịu thực hành? Câu này đúng nhưng cũng chưa đúng. Hạnh của mỗi người mỗi khác, có thầy chọn hạnh thuyết pháp thì cả cuộc đời thầy chỉ chuyên tâm dành cho thuyết pháp. Có người chọn hạnh hành pháp thì cuộc đời của họ chuyên tâm hành pháp. Thuyết giáo cũng đang là một kiểu thực hành trực tiếp truyền đạt nhận thức cho tín đồ. Nếu mọi sự thực hành đều thực sự chân chính, không vụ lợi thì đều có ích, bởi vì Đức Phật chưa từng nói tu theo đúng con đường của Ngài thì chắc chắn sẽ thành Phật. Hay nói tu theo con đường của những vị khác thì không thể thành Phật. Có lẽ sự ồn ào và rắc rối hiện tại là điều mà nhà sư này cũng chưa từng nghĩ tới. Ông đi bộ tĩnh lặng không hề sai, nhưng sẽ tốt hơn nếu ông chọn cách giải quyết nguồn cơn của sự ồn ào này. Xin đừng chụp hình quay phim, tụ tập gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Nếu mọi người thương quý, hãy tôn trọng và để ông ấy thực hiện ý nguyện của mình. Còn nếu mọi chuyện cứ ồn ào, thậm chí có nhiều bản sao nhân bản vô tội vạ, thì xin phép tạm dừng hành trình cho đến khi ổn định. Về phần chúng ta, cũng có thể có một phút ngưỡng mộ đối với sư Thích Minh Tuệ, nhưng không phải ai cũng có đủ sức mạnh tinh thần để làm được như ông ấy. Hãy làm nhiều điều tốt và thiện lành, có thể phúc lợi chưa đến ngay lúc này, nhưng tai họa sẽ rời xa bạn. Sửa chữa trái tim của chính mình là việc làm tốt nhất, vì Phật luôn ở trong tim của chúng ta. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.